thành phố Hồ Chí Minh, triệt phá trường gà trong hẻm 59 Bình Tịnh của quận 3. Hai nghi phạm cầm đầu, tổ chức trường gà ngay tại con hẻm đang sinh sống trên địa bàn quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Các trinh sát tiến hành bắt giữ 18 con bạc. Ngày 16 tháng 12, theo nguồn tin của phóng viên Thanh Niên, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đột kích một trường gà trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật. Theo điều tra, khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 12, các trinh sát thuộc đội 5 PC02 phối hợp cùng Công an quận 3 bố trí lực lượng bao vây con hẻm 59 Huỳnh Tịnh của phường Võ Thị Sáu, quận 3. Thời điểm này, trong con hẻm có hàng chục con bạc đang tụ tập sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Thấy lực lượng chức năng ập vào, hàng chục con bạc tá hỏa tháo chạy nhưng bất thành. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 18 con bạc, thu giữ khoảng 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật như 20 điện thoại di động, 7 xe máy, 2 con gà đá, cân điện tử. Mở rộng điều tra, Công an xác định trường gà do Lê Quốc Thắng, tên thường gọi là Từ, 30 tuổi, và Nguyễn Trung Nghĩa, 39 tuổi, cầm đầu. Cả hai đều sống tại con hẻm này.